Đào, thì con ở đào ở nơi nào cũng quy. Năm kỷ tới sẽ thi tri ngộ, tân sửu về mới lộ hồng quang. Canh tân mới hiệp một đàn, nhằm về quy tới xây sàn đủ thôi. Gồng chỗ mặt chúa tôi mới nở, thôi mấy lời nhắc nhở sơ qua. Thành lòng sáu chữ Di Đà, hành đều lục nhận là hòa chung nhau. Tôi hãy ba có diễn thơ pháp, để đôi lời ngỏ đáp thăm ân. Ca đa nhiều việc tương cần, Ngọc Dũng con mậu có phần đi xa. Lúc này khó mà có quà tương trợ, về Việt Nam giúp đỡ người nghèo đang trương sáng tờ gương treo, mong rằng thầy tổ đổ gai Ngọc Dung, phải Ngọc Dung không, quên rồi. Dạ, cô Dung Lê. Sao nghe nói trong này có Ngọc Dung, chắc là trên cho quá. Nên kỳ chót nói chung xây chuyện, người hỏi tôi có điện quyền quang chứng tâm ngộ pháp hoàn toàn, thì người ngộ ánh đạo vàng mau ni. Đó là một lần điển á, mình cái tâm từ bi rồi yêu thương tha thứ giống y như Bồ Tát là tâm Phật, như vậy là điển của Bồ Tát rồi đó. Rồi cố gắng thích nghi tâm đức, cũng như người học thức ngày nào, để làm công việc lúc nào bực thần chân quý cũng vào điển quang. Mình làm ăn rồi mới đầu điển Phật rồi tới thần, tức là Phật thần, thì cái đó là mình làm ăn chân chính đi vào, là không nói vào bát nhã, mà con người chân chính thì có được là chánh thần, thì cái chung hiếu hiền giống như là con người đó cũng là một cái lần điển của chư quan trăm quan là thần nói chung, chứ không có nói một vị nào hết á. Bởi vì thầy nói là miệng vết nhách môi đầy văn tao nhã, hạ bút thần thơ đã đầy cay, vậy đi nha. Đó là điển thần. Còn điển thứ ba là khi mình mà có trí tuệ, là học hay hiểu, học rộng hiểu nhiều, và nội tâm á, được sáng suốt thông minh rồi, không bia không biệt nghiệp không biên kiến, con người đồng hóa với xã hội với nhân loại thì bậc chân thần đó. Rồi á, là bậc chân thánh đó. Thì á, trong cái thần này có ba gọi là tam hồn thất phách á. Một là cái nhân hồn là cái giả nhất, hai cái chân hồn là cái trung bình, ba cái thiên hồn là cái thiên tánh từ cái cõi là cõi trời của cha mẹ, tức là cõi trời Ana là Na Lậu nè, cõi trời Đủ Sức nè, cõi trời Tha Hóa và cõi trời Sắc Giới, cái là có thể thể hiện xuống đây. Như vậy thì nội thần không có ba lần điển rồi, thánh cũng có ba lần điển, tôi nói bảy lần điển là còn ít á. Là nếu nói đúng là chín lần điển, vì trong ta có nữ có cửu 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 vương đó, là trong cửu vương là trong trời đất người á, thì có chín rồng. Con người thì cũng có sắc thái là cửu phẩm liên hoa phụ mẫu ân, tức là trong cửu phẩm liên hoa có cái
người kế thừa đó, tức là hậu nhân đó, thì trong đó cũng có 9 bà đó, từ chứ không phải một bà đâu. Cái điển nè, mới đầu hết đó là bộ mẫu Diêu Trì nè, để cô kể cho, để nói 7 điển là cô nói còn ít á, chứ 9 bà mới đầu đứng đầu hết là mẫu Diêu Trì nè, thứ hai là Quan Âm, là mình là thứ ba là bà Lê Sơn, bởi vì trong kinh có Lê Sơn đó, thứ tư là Nữ Hoa, thứ năm là bà Cửu Thiên, thứ sáu là bà Chúa Tiên, thứ bảy là bà Chúa Ngọc, thứ tám là bà Thánh Anh, nghĩa là thứ chín là bà Thịa Thánh Anh, bà Lục Kiều. Như vậy thì bà thấy đó, thành ra từ cái con người á, nó có củ phẩm liên hoa phụ mẫu ân trong con người mình, từ có nghĩa là trên dưới hòa hợp, nên nữ á, nó có củ âm, mà nam thì có củ dương, phải không? Thành ra cha thì lấy 7 điển thôi, điển thầy tổ là khác, điển thầy tổ là điển của Đức Phật nè, điển của Đức Thầy nè, rồi điển của chân thánh nè, điển của chư quan trăm quan nè, điển của các chân thần nè, rồi điển của các hàng tiên nhân và các vị. Nên chúng ta nếu mà thanh lặng rồi thì gọi là tam hồn thất phách đó. Trong những cái phách của ta đều là một linh quan. Khi mà linh quan đó trở lại á, khi mình tu á, mình làm đúng theo một cái chu kỳ nào đó, thì trong một cái thời gian 2000 năm, nó cộng lại mình ít lắm cũng 27 kiếp, 28 kiếp. Thì mỗi một kiếp mình tu tập rồi, cái thức á, thứ 6 là cái thức tiếp nhận. Tiếp nhận giống như cô Hoa và Tiến Dũng nói từ giờ vậy đó. Rồi thức thứ 7 á, là cái thức thu. Cái thức thứ 8 là cái thức pháp. Nên nó nói ba la mật là chúng ta trong nhiều điều tiền kiếp rồi chúng ta thu nhiếp vào bộ não của chúng ta, giống như coi trong phim, coi người, có người ta lấy trong não người ta biết cái mã số, thì con người mình nó từ cái bộ nhớ, giống như những nhà nghĩa là bác học, những nhà siêu hình học, giống như những bé nhí bây giờ đó, thì như Quốc Bình rồi những người mà làm bài toán siêu hình học, thì do cái bộ nhớ của nó có từ trước. Thì mình hôm nay mình nghề gì kiếp trước, cậu Hai Thanh Sĩ có nói nghề gì kiếp trước để chuyên bây giờ trở lại nhớ liền không sai. Như vậy thì chúng ta nữ có 9 lần điển của mẹ, tức là cụ phẩm liên qua phụ mẫu ân. Còn nam thì có 7 lần điển của cha. Như vậy thì cha mẹ đều có một cái chỗ là củ quyền thất tổ, là nói đại hải là củ quyền chung trăm họ trong kỳ trời thời Âu Lạc. Còn nếu nó củ quyền điên là tầng quyền cố tổ cao tăng, thì chúng ta không phải là một vị nào cũng trong cái chi họ nó cũng phải đắc hết. Đắc thần, đắc thánh, đắc tiên, đắc Phật, rồi cũng xa vào Atula, ngạ quỷ, nó có hết. Mà con cháu nào hành đúng, như mà vào một góc độ nào thì cái vị đó độ. Nhưng giống gì giống đó độ, giống Phật, Phật độ, giống thần, thần độ, giống thánh, thánh độ, giống tiên, tiên độ, giống quỷ, quỷ độ, đúng không? Đó, giống ma, ma độ. Thành ra chúng ta nói trong đây 7 lần điểm, quý vị không khỏi có thắc mắc. Chúng ta trong tầng quyền cố tổ cao tăng, nghĩa là trong 7 đời của ông bà mình đều có người đắc đạo, và tư cách sống và tư cách tu hành. Giống như chúng ta có một mua một cái máy đi, vô tiếng đi về, chúng ta chưa có gắn cái đài viễn thông wifi, chúng ta gắn cái đài không thì trong nước, nhưng mà chúng ta gắn cái đài viễn thông rồi như lên YouTube đó, bắt mạng cộng đồng cả thế gian. Như vậy thì chúng ta tu vừa vừa thì củ quyền bình thường, chúng ta tu cao thì cái phần cao nữa, chúng ta tu cao nữa đến cái nữa, đến đâu thì cái tới chỗ nào là làm việc nấy. Nên nhận điển là gì? Nhận điển là thay lời, mình là cái ngồi bút, còn các vị là người viết. Chúng ta không phải là Phật, chúng ta cũng không phải là tiên thánh, mà chúng ta sẽ là Phật, sẽ là tiên thánh, sẽ là một thần nhân đó. Như vậy thì có người hiểu lầm nói cô Hoa Lý xưng mẫu rồi này kia nọ, đó là hiểu lầm hết á. Cô Hoa Lý là gì? Mượn cái khẩu, mượn lời. Bởi vì tại sao những lòng sống từ của nhà là khoa học mà họ vẫn là thu trong âm, trong điện thoại từ cái là nơi này qua nơi khác, thì Phật Thánh Thần Tiên là Phật học, là cha đẻ của khoa học. Không lẽ Phật học lại thua cha khoa học? Nên lúc này là cái vấn đề tâm linh, để về hội Long Hoa chọn con Hiền Đức về nhà bồng lai. Nên Đức Quỳnh Giáo Chủ ngài có nói là làm quan điểm chiếu nhanh như chớp, chuyển căn tiền nhắc lớp người xưa, Phật tiên dẫn chuyển lọc lừa, kiếm con hữu phước mà đưa trở về. Chưa có bị Irus Kuna này đó, là cái câu nói này nó không thâm thấu. Nhưng mà có bị cái trận này đó thì đúng là con Hiền Đức được đưa trở về. Và quý vị ở hải ngoại cũng đừng lo, là nói con lành duyên sớm trở gọc khai. Kẻ độc ác mới sao tiêu diệt. Tiêu diệt bằng cách gì? Không là đâu có phải gì. Nên cái bị sốt này, bị Irus và bị bỏ sát. Còn những người nào mà được hoàn hảo, ăn hiền ở lành thôi,
chứ không nói về sâu xa nữa thì cũng được trở về. Con lành duyên mà, lành thì đâu có nói về đạo sâu xa lắm đâu. Sớm trở có khải thì được trở về đất nước Việt Nam. Như như một ngày nào mà chúng ta thường nghe trong các vị đã thấu đạt thuyết trình, giống như mỗi người mỗi ý khác nhau, nhưng chúng ta đều đi đến một chỗ. Ứng Dụng biết đi đến chỗ gì không? Chỗ giải thoát hơn không ạ? Không phải giải thoát, hội Long Hoa thì không phải giải thoát. Là một chỗ là nghe nè, hiểu nè, biết nè, làm. Khi anh nghe anh không hiểu, anh làm sai. Mà khi anh biết, anh không làm, không đạt. Nên nghe, hiểu, biết, làm. Nghe người đó nói phải hiểu người đó nói gì, và biết người đó nghĩ gì, và biết người đó làm gì. Người ta nói khôn chết, dại chết, biết không chết. Có phải gì không? Như vậy thì chúng ta mới sơ khởi trong cái tu tập. Và tôi muốn nói về mới có 4 thôi, đạo tứ ân đó. Còn 3 điều nữa là 7 luồng điển á, nó nghe biết hiểu làm thôi. Là còn cái đạo siêu Phật nó là Phật nè, Thánh là tiên. 3 cái Phật này cao lắm. Đó. Phật là phất phổi bỏ hết, Thánh là trí tuệ hoàn hảo, tiên là an lạc, mới là cơ di lạc. Nên có một bài tặng cho Tấn Dũng luôn. Tặng cho mọi người và trong màn cộng đồng chung. Đường đạo đức ao sông khó tới, nghĩa đại đồng như thể biển đông. Cái đường đạo đức nó sâu thẳm không thể nổi được, mà cái đại đồng nó như là một cái biển lớn của, nghĩa là Thái Bình Dương, Nam Băng Dương, Bắc Băng Dương và Tây Băng Dương vậy đó. Nó không hiểu được, nó là biển Đông. Bởi vì nguồn gốc tiên gồng ẩu cơ xây chuyện từ trong lẫn ngoài, nên đông lúc ra bài kinh pháp mượn lời lành phụ hạp giáo ngôn âu cơ điển pháp di tồn, cũng là sống lại quốc hồn ngày xưa. Ngàn nghìn năm vẫn chưa thúc kết cuối chu kỳ của Tết 20. Năm nay là hội phong người, đúng sai, sai đúng nụ cười mới sinh. Nên thiên khởi mấy bình linh lập hội lời ít nhà tâm gọi thiết tha, nhìn xem ngoại quốc hằng hà, hãy nên cố gắng cho ta mát lòng. Không phải nói cái lòng vòng chưa thể, vì đời này hiểu để nhận ra, con đi cũng nhớ quê nhà, người ở cũng là thương xót xiết bao. Nên lúc này trời cao quyết định hội Long Hoa điểm chính nơi đâu, chuyển xây tất cả toàn cầu để con mở được bộ đầu thiên tiên. Dòng điển pháp cũng do duyên phát khởi, tu thế nào để đợi Long Hoa, gian tù chớ có dần già, bởi đây khởi tới năm gà mới thôi. Ai chẳng tin nói tôi nói xạo, nhưng gán nghe
kinh đáo ở lời tường, đó là dạng pháp vô ở dương. Ngư ơi đâu biết động trường ngư xưa, nên lúc này vẫn chưa kết nối. Điện Ngọc Hoàng bàn gọi khắp cùng, đó là lập hội chung chung. Giao cho cô tổ lão khùng tái lai, lão trở lại ra bài sám giảng, nói thiện cơ bài bản to phân giảng xưa để lại cho trần. Xem coi từ đoạn mới biết phần ra sao, phải lấy thước công lao mà tính. Thời kỳ này lấy định phong phê, chừng nào châu Nhật nó về, châu Tàu sẽ đến vậy kề với đa. Còn lúc này mẹ cha đông đảo cũng nhiều phần hòa hảo, sĩ nhân tu hành đã biết nghĩ cái phần, hãy nên cố gắng bước lần tới đi. Lúc phong ngự là đề thi kết thúc, đem cho đời hạnh phúc hoàn viên. Nếu còn đạo chẳng nhiễm tiền, không mê vật chất, không ghiền, không tham, thì chẳng lận chùa am miêu có. Phải phát nguồn từ kho mới giàu, tinh thần đạo đức nêu cao, thì con ở đạo ở nơi nào cũng quy. Năm kỷ tới sẽ thi tri ngộ, tân sủ về mới lộ hồng quang, canh tân mới hiệp một đàn, nhằm về quý tới xảy sàng đủ thôi. Gồng chỗ mặt chúa tôi mới nở, thôi mấy lời nhắc nhở sơ qua, thành lòng sáu chữ Di Đà hành đều lục nhận là hòa chung nhau. Thầy sáng tỏ như trăng khao khát, đạo phải tường giải thác từng phần, chừng nào mới được lập tân là ngày đại hội phong thần mới nêu. Hội phong thanh ít nhiều chi sĩ phải xem tường càng kỳ giảng xưa, nhắc ngừ lộ bóng bày thưa, hài nhụ qua cảnh sớm trưa đón chào. Mỗi phần tu tập khác nhau, quê hương kèo cột đồng bào Việt Nam, mạnh ai biết chuyện cứ làm, miễn sao thoát tục tánh phàm bớt mê, thì ông sẽ dắt châu về phối gia vui vẻ để kề tới đây. Lòng qua cho được gặp thầy, lời phiên tất cả đừng gầy cãi chi, nói ra một chẳng biết thì
phạm điều giới tính có chi mát lòng. Có ngờ tu đạo gấp thông, có ngờ niệm Phật để lòng mà thôi. Ngờ nào mất được chữ tôi, không còn chữ ngã là gọi đạo nhân. Thì ngờ quý tụ bổ sân, mở đầu đại hội trà tà lớn đau hồi. Mấy lời cảm tạ đó thôi, chúc cầu tất cả chúa tôi một nhà, chúc cho đất nước Việt ta thanh liêm chỉ sĩ con nhà Âu Cơ. Đến đây buổi tối hết giờ, tôi xin dứt lại bài thơ cuối cùng. Đầu xuân Tết mới ngày mùng, là cỡ Di Lạc lão khùng hồi ở lai. Chúc trong quý Bắc Việt nay, tìm chân lãnh trượt sơn đài hữu vinh. Mong cho tất cả tâm linh đồng tu đồng chứng đồng tình đồng duyên. Đền đây chúc cả các miền từ Âu tới Á có duyên hữu cầu. Đừng lo y gút toàn cầu, lựa con hiền thảo để chầu Phật Dương. Đó là thời cuối diễn trường, hậu lai xây dựng Nam Đường để đô. Chúc cầu quý vị nhà Hồ, giúp dân giúp nước để vô phong thần. Mong đời hiệp cụ lận tân, chào người trách nhiệm có phần ta lui. Chừng nào nước được chảy xuôi, gặp được tuổi mùi, ba tanh mời yên. Nam mô Bụ Sơn Kỳ Hương Phật. Nam mô Di